Chào bạn, quay trở lại với người chồng văn phòng. Người chồng văn phòng, cái băng đại bàng giờ đã biến thành băng rồng. Alright. Tại sao phải nói nhỏ vậy? Tại vì mình đang ở trong cửa hàng tiện lợi, không được nói lớn nha mọi người. Tại sao đi chuyển lại với cờ mà lại ở trong cửa hàng tiện lợi? Alo, anh Tuấn tới chưa? Anh chuẩn bị đi nha, 20 phút anh mới tới. Các bạn biết giờ hẹn là mấy giờ không? 6 giờ, bây giờ là 6 giờ 18 phút, mày thấy trên con Mi Band 4 của anh đang 6 giờ 18 phút đó. Nếu như nghĩa hàng 20 phút Xiaomi có bút quảng cáo thì liên hệ với link bên dưới thì em nha. Yo, hello anh Tuấn. Sao em? Thì là quay lên story rồi. Quay mà. Không, đây là người clip người trong văn phòng anh. À, quên. Rồi. Quá, được lên người trong văn phòng. Mang tiếng đi vlog chung thôi chứ anh đăng vẫn phải quay clip cho mọi người. Nhiệm vụ chính của mình là đi quay mà. Từ bây giờ mới đến nhiều cái quá. Gói nào giờ? Bạn gái của Spidey. Quen Spidey, đúng rồi. Không, Spidey. Không, Into the Spider-Verse. Thật sự á, các bạn nghe Lâm Thái nói nhiều đúng không? Các bạn Lâm Thái biết cho mình nói gì. Mình không biết cái gì luôn. Ủa, biết. Để đây. Nó có hẳn một cái đèn để mà đưa đèn lên cái khối Terasat này luôn. Terasat đúng không? Không biết cái này có gì. Không nghiệp. Đây là Ta 21. Các bạn nghe anh Đăng nói đó, mình không hiểu gì đâu. À, kênh giáo dục, kênh giáo dục. Đây, dành cho câu hỏi các bạn. Mấy bạn muốn hỏi là phương án chi tiết tới mức nào nha. Đây, có estimate này. Từ nãy anh Tuấn hỏi là giá hàng 40 mấy triệu đúng không anh? Đúng rồi. Và bản này là bản limited. Thì đã bán hết rồi. Bán hết rồi, thì còn con duy nhất luôn. Khi các bạn mua con này, mình sẽ tặng một chiếc xe tải này. Đúng, mua chiếc xe tải, tặng con này. Ồ, xe tải nhiêu vậy anh? 45 triệu em. Đây là gì của DC, mày thấy đắt sai nè. Trời ơi. Đang ơi. Ủa, còn cái 7 nè. Ôi, còn 7 nè. Còn cái 7 nè. Chi tiết 7 nè. Trời ơi. Cái này có hai cái body, một body có áo. Phim ấy. Cái một body có đi trực ở chân. À, nó là 5 châm nó hút vào thôi. 5 châm nó hút vào. À, có đèn sáng kìa các bạn. Bạn mà kiếm thứ hàng rất là thích rồi anh Hà. Ừ. Trời ơi. 25 triệu anh ơi. 25 triệu anh chị với 25 triệu chị với 25 triệu thôi. Nếu anh chị cảm thấy của mẹ này không đủ với anh thì mình hãy qua tới mười hai chị với bốn mươi mốt triệu anh thầy sụ. Batman là một con trời anh Hà ơi, còn trời. Một đêm duy nhất, một lần duy nhất, một con thấy anh. Tới phần chi tiết răng mọi người, cảm giác đây là răng như răng đẹp luôn, chứ không phải là kiểu phần nhựa đó. Mà anh Đăng, ở đây có phải là kiểu mà mình là khách vẫn vô mình tham quan gì được không? Cái này không biết nữa, tại vì tụi mình có vé mời. Ok, giờ mình sẽ đi hỏi. Ok. Anh ơi, nếu tụi em là khách mà tụi em muốn vô tham quan bình thường được không? Đúng rồi. Nghĩa là các bạn có thể tới đây tham quan bất cứ lúc nào các bạn muốn. Vậy địa chỉ nằm ở đây sẽ là 140 Lý Chính Thắng, quận 3. Đó, nếu các bạn muốn tham quan, trải nghiệm những cái điều mới lạ hơn, những cái mô hình hơn, không phải chỉ gói gọn như những cái gọi là đồ chơi. Không, cái mạng này, các bạn nghĩ rất kích là gì? Kích là gì? Nike, bếp, Gucci. Bếp lửa. Bếp lửa cho mời sinh sớm. Yeah, nếu các bạn thấy clip này hay, hãy like, share, subscribe. Để người vô trong phòng đạt tới tầm cỡ PewDiePie.